Đức Thánh Cha nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa, người nằm liệt giường 60 năm. Trong buổi tiếp Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, hôm 10 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép công bố 5 sắc lệnh, trong đó có sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của một nữ giáo dân người Ý, bà Maria Antonia Sama, mở đường cho án phong chân phước cho bà. 4 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 4 vị khác. Đấng đáng kính Maria Antonia Sama sinh ngày 2 tháng 3 năm 1875 tại San Andrea Giorno và qua đời ngày 27 tháng 5 năm 1953. Khi còn là một em bé, cô Sama bị bệnh nặng và bị liệt, đầu gối bị cong. Dù nằm trên giường trong tư thế không thoải mái này, Sama vác thánh giá với đức tin của mình và mời gọi những người đến thăm cô, có niềm tin vào Chúa trong mọi tình cảnh. Năm 1915, cô Sama khấn thánh hiến đặc biệt cho Chúa và đội một tấm khăn đeo trên đầu. Dân làng gọi cô là nữ tu của thánh Bruno, và đến khi cô khuyên bảo và cầu nguyện, và họ nhận được sự bình an thanh thản. Bà Sama qua đời năm 78 tuổi, sau hơn 60 năm liệt giường, dâng những đau khổ cho Chúa. Phép lạ nhờ lời chuyển cầu của đấng đáng kính Maria Antonia Sama. Phép lạ được xem xét cho việc phong chân phước của bà Sama liên quan đến một phụ nữ bị một dạng viêm xương khớp nghiêm trọng, khiến bà không thể chịu đựng được cơn đau ở đầu gối. Vào buổi tối ngày 13 tháng 12 năm 2004, khi bị đau đớn không chịu nổi, người phụ nữ này đã cầu nguyện tha thiết với đấng đáng kính Sama. Sau đó bà ngủ thiếp đi, và vào sáng hôm sau, bà thấy cơn đau đã biến mất hoàn toàn và cơ thể trở lại các hoạt động bình thường. 4 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng. Đức Thánh Cha cũng công bố các sắc lệnh khác nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 4 vị. Thứ nhất là cha Eusebio Francesco Cini, cũng được gọi là Kino, một linh mục dòng tên người Ý. Thứ hai là cha Mariano Jose de Ibargüengoitia y Zuloaga, người Tây Ban Nha, đồng sáng lập các dòng Tôi Tớ Chúa Giêsu Bác Ái. Tiếp đến là nữ tu Maria Felix Torre, người Tây Ban Nha, đấng sáng lập Hội Dòng Đấng Cứu Thế. Và cuối cùng là thiếu niên Angiolino Bonetta, người Ý, qua đời khi mới 14 tuổi. Với sắc lệnh này, các vị được nâng lên hàng Tôi Tớ Chúa.